Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bypass tài khoản Google cho con máy tất cả các dòng Samsung nhé các bạn. Thì hiện tại trên tay mình là con Samsung A53 5G các bạn. Con này thì nó đang dính tài khoản Google account. Thì do làm cái này làm khách nhập Samsung account bằng tài khoản Google các bạn. Thì khi mà khôi phục gốc lại á, thì khách không nhớ mật khẩu, cho nên khi mà update vô thì nó bắt nhập mà sử dụng cái tài khoản Google, mật khẩu màn hình thì khách không nhớ. Thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn bypass nha. Chúng ta bắt đầu đi vào các bước làm.